Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải trắc nghiệm bài 2 Sinh học 10, đó là các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học. Câu 1 đâu không phải là phương pháp cơ bản để nghiên cứu môn Sinh học. Đối với phương pháp nghiên cứu môn Sinh học mình có 3 phương pháp. Thứ nhất là phương pháp quan sát. Thứ hai là phương pháp làm việc phòng thí nghiệm và phương pháp đó là thực nghiệm khoa học. Cho nên ở đây trải nghiệm thực địa là không phải. Đáp án là câu C. Câu 2, phương pháp quan sát. Quan sát là gì? Là dùng tri giác để mà thu thập thông tin của đối tượng quan sát. Đáp án là câu A, sử dụng tri giác để thu thập về đối tượng được quan sát. Chứ không phải là thị giác không ha. Câu B thì à, chưa có đúng, nhớ đến chỉ khác tri và, và thị thôi, dùng tri giác. Câu 3, Phương pháp làm việc phòng thí nghiệm. Đó là phương pháp gì? Là phương pháp sử dụng các dụng cụ, nào, hóa chất, quy tắc an toàn phòng thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm khoa học. Đáp án là câu câu B. Câu 4, phương pháp thực nghiệm khoa học là gì? Thực nghiệm khoa học là mình à, tác động, chủ động tác động vào đối tượng nghiên cứu, cho nên ở đây mình có là chủ động tác động vào đối tượng nghiên cứu. Và những hoạt động của đối tượng nhằm kiểm soát sự phát triển của chúng một cách có chủ đích. Đáp án là câu A. À, đây là những cái khái niệm ha. Câu 5 sắp xếp tiến trình nghiên cứu khoa học. Một tiến trình nghiên cứu khoa học sẽ có 5 bước. Bước thứ nhất mình phải quan sát và đặt câu hỏi nghiên cứu. À, đây chính là bước đầu tiên. Khi mà quan sát như vậy, mình bắt đầu mình sẽ đưa ra, đặt câu hỏi sau rồi mình sẽ đưa ra cái giả thuyết, chính là số 2. Đưa giả thuyết, rồi mình phải thiết kế và tiến hành những cái thí nghiệm dựa trên cái giả thuyết mình đã xây dựng chính là 3 và tiếp theo mình phải điều tra khảo sát thực địa đó chính là một này là 4 và cuối cùng đó là làm báo cáo kết quả nghiên cứu bước thứ 5 à, cho nên ở đây mình sẽ chọn đáp án là câu C 5, à, 5 2, 4 1 và à, 3 câu 6 sau khi điều tra khảo sát thực địa hay thí các thí nghiệm nếu bác bỏ giả thuyết ban đầu mình lập ra đó thì người tiến hành nghiên cứu còn quay lại cái bước chính là xây dựng lại giả thuyết. Vì cái giả thuyết mình đưa ra đã sai rồi thì mình phải xây dựng lại giả thuyết để từ đó mình sẽ thiết kế thí, thí nghiệm và để chứng minh cái giả thuyết đó. Câu 7, điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Tin sinh học là một ngành khoa học tìm kiếm phát hiện và Và ở đây là mô phỏng à, Mô phỏng quy luật Nó sẽ có các mô hình để mô phỏng Quy luật vận động của Của gì? Của thế giới sống Thế giới sống Trên cơ sở phân tích Các dữ liệu sinh học Dữ liệu sinh học à, Thông qua công cụ quản lý để xử lý dữ liệu máy tính và à, internet thì đáp án chính là câu câu d câu 8 đâu không phải là ứng dụng của tinh sinh học tinh sinh học này để dò tìm phát hiện đột biến gây bệnh di truyền từ đó điều trị sớm là là đúng ứng dụng của tinh sinh học tạo ra giống cây trồng siêu sản lượng chống nhiều bệnh tật đây không phải câu b không phải là ứng dụng tinh sinh học so sánh hệ gen đây chính là tinh sinh học xây dựng ngân hàng gen cũng là ứng dụng của tinh sinh học Câu 9. Tiến trình nghiên cứu sinh học bao? Có bao nhiêu bước? Mình mới làm trên rồi có 5 bước. Mình mới vừa làm sắp xếp các bước đó. Câu 10. Sắp xếp trình tự các bước để thực hiện phương pháp thực nghiệm khoa học. Thực nghiệm khoa học là mình tác động trực tiếp lên đối tượng nghiên cứu. Thì đầu tiên mình phải chuẩn bị các điều kiện thí nghiệm. Thiết kế mô hình thực nghiệm phù hợp với mục đích thí nghiệm là thứ nhất. Bước tiếp theo mình phải tiến hành thực nghiệm và thu thập dữ liệu. Khi có các số liệu rồi bắt đầu mới xử lý dữ liệu. Cho nên là 1 2 3 thì là 2 3 1. 2 3 1 đáp án là câu câu C. Câu 11 sắp xếp trình tự các bước để thực hiện phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm. Thứ nhất đó là chuẩn bị. Muốn làm việc phòng thí nghiệm mình phải chuẩn bị các dụng cụ, hóa chất, các vật mẫu làm thí nghiệm là một. Sau đó mình tiến hành các thí nghiệm. Khi đã có đầy đủ rồi mình tiến hành thí nghiệm. Bước thứ ba, thu thập dữ liệu xong mình sẽ báo cáo và cuối cùng mình sẽ vệ sinh. À, sau khi làm xong rồi mình phải vệ sinh phòng, vệ sinh dụng cụ. Đáp án chính là câu D. Câu 12 sắp xếp trình tự các bước để thực hiện phương pháp quan sát. Phương pháp quan sát đầu tiên mình phải xác định đối tượng và phạm vi quan sát, mình muốn quan sát cái gì? À, đó, trong phạm vi nào, ví dụ trong vườn trường. Đó là mình phải xác định được đầu tiên đối tượng và phạm vi quan sát. Bước thứ hai phải xác định được cái công cụ, à mình cần công cụ gì để mình quan sát, ví dụ như kính lúp, ví dụ như kính hiển vi là bước thứ hai. Và khi đó, sau khi quan sát được rồi mình sẽ thu thập, ghi chép dữ liệu. Chính là 3, 1 và 2, đáp án câu D. Câu 13, đối tượng quan sát của nghiên cứu sinh học có thể là Đối tượng của sinh học là những sinh vật sống, cho nên ở đây mình phải chọn là mèo rừng. Những cái này không phải ha, không phải đối tượng nghiên cứu của sinh học. Câu 14, tại sao chúng ta cần phối hợp nhiều phương pháp khác nhau khi nghiên cứu và học tập môn sinh học? Tại sao mình phải phối hợp nhiều phương pháp không thể nào Nhiều lúc mình không phải thể dùng một phương pháp mà phải dùng hai ba phương pháp để mới có thể đưa ra kết quả. Vì ở đây đối tượng nghiên cứu sinh học nó khá là rộng. Chỉ áp dụng một phương pháp thì sẽ rất khó khăn để nghiên cứu hiệu hiệu quả. Cho nên đáp án là câu C. Câu 15, không thể lưu giữ kết quả quan sát bằng. Ví dụ như mình thấy ở cái kính hiển vi, mình quan sát tế bào dưới kính hiển vi. Thì mình không thể nào mà ghi nhớ trong đầu của mình không được Đó, mình phải có Ví dụ như mình có sổ tay mình chép, mình vẽ Hoặc là mình có máy chụp ảnh, máy ghi hình Để mình chụp hình lại Hoặc là mình phải vẽ, vẽ ra trên giấy đó, Cho nên là ghi nhớ trong đầu này Nó có thể là quên liền Mình vừa nhớ đó nhưng mà Mình sẽ quên và người khác cũng sẽ không biết cái kết quả đó Câu 16 Tại sao cần xây dựng giả thuyết trong nghiên cứu khoa học? giả thuyết để làm gì? Để mình định hướng được cái nghiên cứu. Phải có cái hướng thì mình mới tiến hành cái thí nghiệm theo cái giả thuyết của mình đó để đặt ra à để kế hoạch nghiên cứu phù hợp. Chính là cầu B. Câu 17, tại sao tin sinh học được xem như là công cụ nghiên cứu và học tập môn sinh học? Nhờ tin sinh học nó hỗ trợ rất là nhiều cho ngành sinh học và công nghệ sinh học. Nó lập các ngân hàng dữ liệu nè để mình có thể tra cứu mình so sánh thì đáp án ở đây chính là câu A tinh xanh sinh học đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho sinh học và công nghệ sinh học trong thông qua các ngân hàng dữ liệu nhớ ha ngân hàng dữ liệu có rất là nhiều ngân hàng dữ liệu đã được lập mình có thể là tra cái bản đồ di truyền nè gen nè adn nè câu 18. tại sao phẩm chất trung thực rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học bấm thấy nếu không trung thực giả sử một cái À, nghiên cứu nào đó nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng mà các nhà học giấu không trung thực thì từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng con người sức khỏe nè, của con người nè cho nên ở đây mình sẽ chọn đáp án chính là câu a vì nếu vi phạm trung thực chúng ta đối mặt với sự bất công nghiên cứu rộng hơn ảnh hưởng đến văn minh nhân loại cũng như ảnh hưởng đến sự sống của con người câu 19 các hình sau đây mô tả phương pháp nghiên cứu nào à, đây mình thấy nè quan sát kính lúp kính hiển vi đây chính là phương pháp quan sát. Câu 20 các hình sau đây mô tả phương pháp nghiên cứu nào? Mình thấy nè, các nhà khoa học đang tác động trực tiếp trên các đối tượng nghiên cứu. À, đây là những cái vườn cây. Thì đây chính là thực nghiệm khoa học. Câu C, mình có 3 phương pháp thôi. Phương pháp 21, à, câu 21, hình sau mô tả phương pháp nghiên cứu nào? là các nhà khoa học đang làm việc trong phòng thí nghiệm. Đúng không? À, sinh viên nè, có thể làm việc trong phòng thí nghiệm. Thì đây chính là phương pháp làm việc phòng thí nghiệm câu D. Câu 22. Các ngân hàng dữ liệu có vai trò gì trong nghiên cứu sinh học? Ngân hàng dữ liệu. Ngân hàng đã lưu giữ các dữ liệu đó thì nó thứ nhất là phục vụ việc tìm kiếm ADN cho sinh vật khác nhau đúng. Dự đoán cấu trúc và chức năng của protein đúng. So sánh trình tự tương đồng của protein để xác định quan hệ của các loài đúng. Cho nên ở đây tất cả các ý đều đúng. Mình nhớ hát cái ngân hàng đó, ví dụ như mình muốn so sánh trình tự của hai loại thì mình cho vào, đưa cái thông tin đó vào trong ngân hàng thì người ta sẽ so sánh. Hoặc là tìm kiếm ADN của sinh vật khác nhau. Hoặc là người ta có thể lập cái hệ thống ADN của một số đối tượng và từ đó người ta đem đi so sánh. Câu 23. Nối hoạt động cục A với phương pháp nghiên cứu của cục B. Thứ nhất, quan sát tế bào trùng roi xanh thì dùng phương pháp gì? Quan sát thì mình phải dùng A, chính là phương pháp quan sát. Một là phải là một A. Thứ hai, nghiên cứu thành phần của vaccine chống COVID. Nghiên cứu những thành phần này là làm việc trong phòng thí nghiệm. Đó, chính là B, 2B trồng cây trong điều kiện ban đầu và à, trồng cây các đặc tính ban đầu và các điều kiện chăm sóc như nhau, một cây trồng điều kiện ánh sáng, một cây thiếu sáng. Đây là mình tác động trực tiếp đối tượng là thực nghiệm khoa học. Ba chính là C. Bốn, ghép cây, ghép cành cây nhãn lên thân cây bưởi, quan sát. Đó, quan sát sự phát triển của cành ghép, chính là A, phương pháp quan sát. Rồi câu D phân tích thành phần của thuốc là mình làm việc trong phòng thí nghiệm là B. 1 4 là A. 2 5 là B và 3 là C, đáp án là câu C. Câu 24, khi muối dưa cải chua bị hỏng có hai nguyên nhân thứ nhất đậy nắp hũ không kín. Hoặc là hai là do đảm bảo vệ sinh không đảm bảo về điều kiện, à, thứ hai là không đảm bảo về điều kiện ánh sáng để xác định đâu là nguyên nhân làm dưa cải muối bị hỏng người ta Người nghiên cứu cần sử dụng phương pháp nào? À, phương pháp đầu tiên. Để mà nhìn biết cái hũ dưa muối nó bị hỏng thì người ta sẽ vừa sử dụng phương pháp quan sát. Câu 25, để thực hiện nghiên cứu xác định hàm lượng đường, hàm lượng đường trong máu, mấy em thấy ấy, mình đi xét nghiệm hàm lượng đường ở bệnh viện đó thì người nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp đó là phải làm việc trong phòng thí nghiệm. Để xác định cái hàm lượng đường các thành phần hóa học của các chất à, thì người ta sẽ sử dụng cho làm việc trong phòng thí nghiệm. Câu 26 để nghiên cứu thúc đẩy thanh long ra hoa trái vụ thì người ta cần sử dụng phương pháp gì? Người ta phải tác động, làm thí nghiệm tác động trực tiếp trên cái đối tượng đó chính là thực nghiệm khoa học. Câu 27 để thực hiện nghiên cứu tìm hiểu cấu tạo cấu tạo cơ thể người thì người nghiên cứu cần sử dụng gì? Cấu tạo à, bộ phận mình nhìn thấy các bộ phận trên cơ thể người đó là phương pháp quan sát câu 28 để ghi nhận lại đặc điểm về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Thực vật từ đó phân tiến hành phân loại thực vật cần sử dụng phương pháp nào? Phương pháp gì mà để mình mình ghi lại đặc điểm cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ở thực vật? Ví dụ như hoa, ví dụ như lá. Sinh dưỡng là lá, thân cành, hoa là cơ quan sinh sản. Thì người ta sử dụng đó là phương pháp quan sát. Câu 29 cho các thiết bị dụng cụ sau đây. Sử dụng thiết bị nào sử dụng trong sinh học? Máy ly tâm có kính hiển vi, có tủ đông, có kính lúp và ống đồng. Cả năm thiết bị đều được sử dụng để nghiên cứu môn sinh học. Câu 30 ngành khoa học nào sau đây được ứng dụng trong ngành xây dựng ngân hàng gen chính là tinh sinh học.